Ba điều quan trọng tốt nhất dành cho bạn trong năm mới bạn cần phải biết. Cổ ngữ nói, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Nếu hiển nhiên ai cũng mong muốn mình được gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng những điều này xảy ra không có nhiều, chưa bao giờ là đủ. Nên các cụ mới nói, phúc bất trùng lai. Nhưng ngược lại, điều gọi là vận đen đến với mỗi người thì có thể liên tiếp xảy ra. Chưa qua vận rủi này, lại bị vận rủi khác giáng xuống. Biết thế mới nói, họa vô đơn chí. Tựu chung lại câu nói mang ý nghĩa, họa dễ đến hơn phúc. Khuyến cáo con người ta làm người, khi đối nhân xử thế, cần phải biết cẩn trọng để tránh rước họa vào thân. Cũng có câu nói, một tâm thái tốt có sức mạnh bằng 100 lần phong thủy. Do vậy trong cuộc sống, vận mệnh mỗi người sẽ thực sự thay đổi theo suy nghĩ và thái độ của người đó. Khi gặp khó khăn, nếu chúng ta chỉ kêu ca phàn nàn trách móc ủ dột, chúng ta sẽ chỉ thấy rằng các vấn đề rắc rối ngày càng nhiều thêm. Và khi xoay chuyển sang một thái độ tích cực để đối mặt với những thăng trầm trên con đường phía trước, không kêu ca phàn nàn, buồn bã, mà dũng cảm đối mặt với hết thảy các sự tình, thì một khung trời mới, một hoàn cảnh tươi sáng, dễ chịu hơn sẽ chào đón chúng ta. Để chào đón và có một cuộc sống suôn sẻ may mắn, phát tài phát lộc trong năm 2023, sau đây là ba điều trọng yếu nhất định bạn cần phải biết. Điều thứ nhất, đó là tâm thái bình thản là quan trọng nhất. Được và mất trong cuộc sống hầu như diễn ra hàng ngày. Cuộc đời có tốt có xấu, hoạn nạn bất chợt ập đến, mưa tạnh thì trời sẽ quang, có bình yên thì cũng phải có sương gió. Bất kể bạn phải đối mặt với điều gì, hãy để bản thân vững vàng. Nếu mọi thứ không như ý muốn, hãy bình tĩnh đối mặt. Khi đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống, hãy cứ là định hại thần châm như ý kim cô bồng trong tay Tôn Ngộ Không, trở thành một pháp biến hóa khôn lường, tung hoành tam giới, vượt qua kiếp nạn. Đừng phàn nàn với bất cứ điều gì, và hãy quen với việc đối mặt với nó bằng sự mạnh mẽ và lạc quan. Kinh dịch cũng đã nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vì thế một tâm thái tốt của bạn, nó sẽ phát ra những từ trường, xua đuổi những thứ có tần số khác, những điều xui xẻo, và thu hút những điều may mắn phúc khí đến với bạn. Giống như một ấm trà, khi bị đun nóng đỏ, nhưng vòi ấm vẫn reo vang tỏa khói. Làm người cũng vậy, đứng trước những khó khăn sóng gió cuộc sống đem lại, cũng cần phải có tâm trạng lạc quan, phóng khoáng và tĩnh tại. Vạn sự vạn vật đều có ưu và nhược, cuộc sống nặng nề hay dễ dàng, tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận nó. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người luôn thích lo lắng về những chuyện đã xảy ra. Thực ra chuyện gì rồi cũng sẽ phải qua, tâm chuyển thì cảnh cũng chuyển. Chỉ cần lúc nào cũng ở trong tâm thế lạc quan, thì trong lòng bạn lúc nào cũng có hoa và nắng. Miễn là bạn duy trì một tâm trí bình thản trong cuộc sống và giỏi suy nghĩ về các vấn đề từ góc độ tích cực, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều. Nhân sinh ở đời, cả đời lặn lội bôn ba giữa hồng trần xô bồ, chẳng qua cũng chỉ vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên thân thể của một người vốn chứa đựng một tâm hồn phong phú thú vị, để khi được thì không hoan hỉ, mất cũng chẳng ưu phiền, vinh sủng hay chịu nhục cũng không kinh động, ra đi hay ở lại cũng không bận tâm. Có thể làm được như vậy, cần phải có một tâm thái ung dung tự tại, và đó mới là điều quan trọng nhất. Điều thứ hai, cuộc sống sẽ không bao giờ phụ những người nỗ lực chăm chỉ vươn lên. Cuộc sống sẽ không phụ lòng những người nỗ lực làm việc chăm chỉ vì mục tiêu, ước mơ, khát vọng của mình. Bởi vì những người như vậy sẽ không phải hối tiếc. Trong cuộc đời này, nếu chưa bao giờ dám thử đi trên con đường nào đó, chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra cảm giác đi trên đoạn đường này là như thế nào. Và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy những cảnh vật trên con đường đó. Nếu cuộc đời nhất định ép ta phải chọn một con đường chông gai, chúng ta cần phải dũng cảm tiến lên, hướng tới tương lai mà không chùn bước, cho dù con đường đó có muôn trùng khó khăn như thế nào. Con đường đã đi qua, bất kể thành công hay thất bại, chúng ta sẽ không phải hối tiếc vì chúng ta đã thử, đã dũng cảm bước đi, không hề rụt rè sợ hãi.
Suy cho cùng thì cuộc đời đều là những trải nghiệm. Trải nghiệm sẽ đúc kết trí tuệ. Trải nghiệm sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn. Cái gì cũng có hai mặt. Có một số kinh nghiệm chúng ta đã trải qua mới biết là như thế nào. Từ đó mới biết cách xử thế tốt nhất. May mắn luôn đến với những người nỗ lực hết mình, làm việc chăm chỉ. Vì người nỗ lực chăm chỉ sẽ không nản chí. Dù thành công hay thất bại, cho dù có vấp ngã, họ cũng chọn cách đứng dậy. Những điều tốt đẹp luôn ở cuối con đường. Chỉ cần bạn không từ bỏ, bạn sẽ có tất cả. Kinh dịch nói, trời vận động mạnh mẽ. Người quân tử nên cố gắng không ngừng. Đất có tính nhu hòa. Người quân tử lấy đức dày mà nâng đỡ vạn vật. Nhờ chăm chỉ cần cù mà con người học hỏi và thành thạo. Dựa vào nỗ lực mà đạt được điều đáng được có. Nhờ thiện tâm mà con người tu dưỡng đạo đức, tạo nên nhân cách cao thượng, đắc được chân tâm, thay đổi kiếp người. Trong cuộc sống, một số người vừa cần cù vừa lương thiện mới có thể đi được xa, bước được chín, thành tựu sự nghiệp của bản thân, đắc định một tương lai tươi sáng. Và điều thứ ba, vạn điều tốt lành, sức khỏe là điều đứng đầu. Năm 2023 vạn sự tốt lành, thì sức khỏe là điều tốt nhất. Xe sang nhà cao cửa rộng, nhưng sức khỏe mới là thứ quý giá nhất. Kỳ từng không chỉ năm 2023, mà suốt cuộc đời thì sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người. Đôi khi chúng ta thường bỏ bê những thứ quý giá nhất, tham chọn hạt vừng mà bỏ đi quả dưa hấu. Hiện nay nhiều người đang quá lạm dụng sức khỏe, đốt cháy cuộc sống, thường lấy lý do bận rộn với công việc và giao tiếp xã hội, không quan tâm đến lối sống, không chú ý rèn luyện sức khỏe và chăm sóc bản thân. Chúng ta thường đợi đến khi tình trạng sức khỏe suy yếu mới nghĩ đến việc trân trọng và giữ gìn nó. Thực ra nếu chúng ta sống hủy hoại thân thể mình, thì có nhiều thứ bên ngoài chúng ta để làm gì? Có câu, vạn lý trường thành nay còn đó, nhưng tần tỷ hoàng ở nơi nào? Cho dù những người giàu có như thế nào trên thế giới, họ thường không thể mua lại được sức khỏe của mình. Làm người điều tuyệt vời nhất phải là khỏe mạnh. Cái đắt và quý giá nhất của một con người đó là sức khỏe. Núi vàng núi bạc không bằng sống lâu. Sức khỏe tốt hơn của cải. Nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Mong ước lớn nhất của bạn và tôi là chúng ta mạnh khỏe. Gia đình yên ấm. Không bệnh tật tai ương. Bình an vô sự. Ai có sức khỏe người đó không chỉ giành chiến thắng cho riêng mình. Mà còn mang lại sự an vui cho gia đình họ. Đó mới là sự giàu có tuyệt vời nhất nhân gian. Đừng so sánh mình và ganh tị với người khác. Nhà to hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng là sự thoải mái. Tiền nhiều hay ít, sự hài lòng mới là điều đáng quý. Sự hài lòng nói ở đây tức là biết mình cho đúng, nắm được mức độ tỷ lệ hợp lý. Khả năng cá nhân dù sao cũng có hạn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm hết sức những gì mà mình có thể làm. Những ham muốn của con người không bao giờ có thể được thỏa mãn. Mọi thứ nên được thực hiện trong chừng mực. Không nên cưỡng cầu đụng vào những thứ không phải của mình. Nếu chạm vào, nhất định sẽ bị bỏng tay. Danh vọng và quyền lực không tốt bằng sức khỏe tốt. Nhà lầu xe sang không bằng sức khỏe tốt. Sức khỏe là thứ quý giá nhất của đời người. Không còn bệnh tật và đau đớn là điều may mắn nhất. Trải qua dịch bệnh, mong ước lớn nhất của bạn và tôi là gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Một người cho dù có lý do và hoài bão vĩ đại đến đâu, có bao nhiêu tài hoa, bao nhiêu tài sản, hay muốn chăm sóc cha mẹ vợ con như thế nào, nếu không có sức khỏe thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Hãy nhớ rằng sức khỏe là số 1, và chỉ khi có số này thì các số không phía sau mới trở nên có ý nghĩa. Trong năm 2023 này, nỗ lực chăm chỉ hết mình là điều mà bạn và tôi nên làm. Trách nhiệm là điều chúng ta phải có. Trong khi tu dưỡng phấn đấu phát triển bản thân, bạn phải là sức khỏe của mình, là mối quan tâm ưu tiên lên hàng đầu. Hy vọng rằng vào năm 2023, bạn và tôi sẽ bình an vô sự, và gia đình của chúng ta ai cũng có sức khỏe tốt. Cầu chúc cho tất cả chúng ta có thể chăm sóc bản thân thật tốt, có một tinh thần tốt, nỗ lực mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào để gặt hái được những thành tựu đầy ý nghĩa, và gặp nhiều may mắn trong cả năm 2023, cũng như suốt cuộc đời. Rớt nước mắt với lời tâm sự tuổi về già khi Tết đến xuân về. Câu chuyện thứ nhất, tâm sự đón Tết của tuổi già. Nhiều quý vị khán giả thắc mắc không biết Tết của tuổi già liệu có khác gì với Tết của những người trẻ, những người trung niên không?
Dĩ nhiên là có. Lúc này con cái đều đã lớn, đứa đi làm ăn xa, đứa lấy vợ lấy chồng, chỉ còn cha mẹ già trong căn nhà của mình. May mắn thì con cái sum họp quây quần, còn không thì chắc chắn bố mẹ phải đón Tết một mình. Có một khán giả đã gửi những dòng tâm sự của mình như thế này. Trải qua gần 70 cái Tết cổ truyền, tôi chứng kiến từng bước thay đổi của người Việt khi đón xuân mới. Với tôi, Tết Nguyên đán không đơn thuần chỉ là một kỳ nghỉ lễ, mà đó còn là một cuộc thực hành văn hóa lớn nhất trong năm. Từ thời còn khó khăn, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, dù bận bịu đến mấy, thiếu thốn đến đâu, người ta cũng đều cố gắng lo cho gia đình mình một cái Tết đủ đầy nhất có thể. Bởi vậy mới có câu, đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết. Từ ngày 23 tháng Chạp, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, đã tất bật dọn dẹp nhà cửa thật khang trang, để cúng ông công ông táo. Sau đó cả nhà lại quây quần gói bánh, trông nồi bánh chưng thâu đêm. Dù nhà giàu hay nghèo, ai cũng cố gắng chưng được một cành đào đón Tết trên ban thờ tổ tiên. Hành trình chuẩn bị Tết mệt nhưng vui. Cả gia đình ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng đều cảm nhận được giá trị thiêng liêng của ngày Tết. Dọn dẹp cái cũ, đón năm mới với diện mạo mới no ấm đủ đầy. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của Tết. Nhưng càng ngày cuộc sống con người ngày một sung túc, đầy đủ hơn về mặt vật chất, khiến chúng ta quên dần giá trị thiêng liêng ấy. Người ta bây giờ muốn ăn Tết gọn nhẹ nhất có thể, không muốn tất bật dọn nhà, không muốn bày vẽ nấu nướng, không muốn trang trí nọ kia. Họ sợ mệt, sợ tốn kém và phiền hà. Niềm hân hoan chuẩn bị đón Tết bỗng chuyển thành nhiệm vụ gánh nặng, việc bị ép buộc phải làm, một thực tế đáng buồn. Người thế hệ cũ như chúng tôi mong chờ từng ngày đến Tết để được sum vầy bên con cháu. Vì cả năm chúng ta phải buôn ba xuôi ngược, vất vả kiếm tiền từng đồng để mưu sinh. Chỉ có ngày Tết mới được cho phép mình nghỉ ngơi, tề tựu đông đủ bên con cháu, để hưởng thành quả của cả năm trời. Ngày xưa cũng chẳng có điện thoại thông minh, máy tính bảng, để gọi video gặp nhau từ khoảng cách hai đầu thế giới. Vậy nên những giờ phút bên nhau trở nên đáng quý, đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Ngày nay công nghệ thông tin phát triển, chỉ một cuộc điện thoại, một cái bấm tay, ai cũng có thể nhìn thấy nhau ngay lập tức. Con cái tôi gần như tuần nào cũng gọi về cho ông bà nói chuyện với các cháu. Cũng nhờ đó mà người già như chúng tôi như được gần bên con cháu mỗi ngày, dõi theo từng bước chúng phát triển dù ở hai đầu đất nước. Người trẻ coi đó là tiện lợi nhanh chóng, nghĩ thế là đủ, hoàn toàn khác với suy nghĩ của người già. Có lẽ chúng không biết rằng, cả trăm phút gọi điện thoại cũng không bằng một vài giây gặp con cháu bằng xương bằng thịt trước mắt. Có những thứ mà máy móc công nghệ không thể nào truyền tải được thay cảm xúc con người. Quý vị chắc hẳn cũng sẽ cảm nhận được rõ những thay đổi đó đúng không ạ? Nhưng quý vị ơi, Tết cổ truyền cùng những phong tục truyền thống ấy, dẫu sao cũng chính là một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại không thể nào tách rời được. Chỉ có điều là hiện nay, đôi khi cuộc sống hiện đại nhộn nhịp vội vã quá, khiến người ta vô tình lãng quên những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy quý vị ạ. Nếu không tự tay gói một chiếc bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, nấu một mâm cỗ cúng, nhiều người trẻ sẽ cho rằng Tết nhạt và phiền hà. Và rồi họ chẳng chịu động tay làm gì để cảm nhận không khí Tết. Cứ ở lì trong phòng, ôm khư khư chiếc điện thoại di động và than rằng Tết cũng chẳng khác gì ngày thường. Quý vị có thấy rằng chúng ta hôm nay nói nhiều đến cái Tết văn minh, nhưng thế nào mới là văn minh hiện đại, nhưng không đánh mất đi những giá trị truyền thống, thì có lẽ nhiều người chưa hiểu đúng. Ngày nay người ta chủ yếu chơi Tết thay vì ăn Tết. Không ít người còn đi du lịch dài ngày để khỏi phải bày vẽ mấy ngày Tết. Nhưng họ không biết rằng chính suy nghĩ đó đã góp phần làm mất đi giá trị thiêng liêng của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Dịp để người ta hướng về cội nguồn tổ tiên, về bên gia đình họ hàng, để tận hưởng tình yêu thương mộc mạc nhất. Quý vị thân mến, Tết cổ truyền của dân tộc có nhiều phong tục tập quán. Đó là những nét đẹp được kết tinh qua nhiều thế hệ đi trước, với bao khó khăn gian khổ mới hình thành được. Bởi thế giữ gìn Tết cổ truyền với các phong tục truyền thống là trách nhiệm của mỗi người với thế hệ mai sau. Câu chuyện thứ hai, tôi hối hận vì tiếc tiền về quê ăn Tết. Cũng nhân tiện nói về sự đổi thay của Tết, thì triết lý vàng cũng muốn nói đến những người già và nỗi niềm của họ mỗi khi Tết đến xuân về.
một khán giả có chia sẻ rằng: trước đây mỗi lần về quê ăn Tết, tôi lại đắn đo chuyện phải tốn tiền tàu xe, cho đến khi chợt nhận ra cha mẹ ngày một xa dần. Vài năm trước, mỗi lần về quê tôi cũng đắn đo và suy nghĩ tốn tiền tàu xe, dù chỉ cách nhà 100 cây số. Tàu xe 4 người, hai lượt chỉ tầm 1 triệu đồng. Lương của tôi khoảng 5 triệu đồng, chồng lương 8 triệu. Chúng tôi cũng có làm thêm ngoài chút ít. Cuộc sống gia đình gần 20 năm qua cũng chưa phải vay mượn ai. Con cái vẫn học hành đầy đủ. Chúng tôi vẫn luôn vui vẻ phấn đấu. Cuộc sống ai cũng vậy, có những lo toan đời thường. Chỉ đến khi tóc đã điểm bạc, thấy bố mẹ ngày càng già đi, tôi mới chợt nhận ra mỗi năm chỉ về gặp bố mẹ đôi lần. Vậy có quá ít không? Sao lại đắn đo vì chút tiền tàu xe mà cản trở mình về nơi mình sinh ra, về với những người thân yêu nhất khi tuổi đã xế chiều? Khi thoát ra được những suy nghĩ ấy, cứ mỗi khi rảnh tôi lại nhảy xe về quê. Có khi một mình, có khi cả nhà. Tôi thấy về quê là niềm hạnh phúc lớn. Có khi chỉ về để nhìn thấy bố mẹ, biết mọi người còn khỏe là đủ, chứ không cần phải vì lý do to tát gì. Tùy theo hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình, nhưng hãy về quê khi bản thân mình vui vẻ muốn về. Nếu còn tâm trạng còn đắn đo, thì không nên để bố mẹ phải buồn vì suy nghĩ chúng nó về thăm mình mà tốn kém quá. Làm vậy khổ cả mình, khổ tâm cả bố mẹ. Không biết quý vị có để ý không? Nhưng kỳ thực, tôi thấy có nhiều người suy nghĩ bi quan quá. Một khán giả khác cũng chia sẻ là: trước khi thu nhập 7-8 triệu đồng mỗi tháng, hai vợ chồng tôi vẫn về quê ăn Tết. Giờ thu nhập 20-30 triệu đồng, chúng tôi vẫn về quê ăn Tết. Quan trọng là được về bên gia đình người thân. Bởi cuộc sống có nhiều điều chúng ta cần trân trọng tận hưởng. Mỗi lần về quê thấy cha mẹ già hơn, anh chị các cháu ở quê còn nhiều khó khăn, quê hương chưa nhiều đổi mới, chính là động lực để tôi cố gắng hơn trong năm tới. Có nhiều tiền thì tiêu tiền kiểu nhiều, ít tiêu kiểu ít. Người thân sẽ luôn thông cảm cho chúng ta. Đừng vì chút thể diện, chút tiền bạc kiếm thêm mà bỏ lỡ những giờ phút quan trọng trong cuộc đời. Quý vị biết không, có bao nhiêu người mà gần đây cha mẹ mất đi mới hối tiếc. Xưa tiếc tiền về, giờ có tiền đi chăng nữa cũng biết về với ai. Tùy túi tiền mỗi người mà liệu cơm gắp mắm. Tuổi già của bố mẹ chẳng kéo dài. Thử nhầm tính sau 365 ngày cũng chỉ một lần gặp mặt. Ví dụ bố mẹ sống được khoảng 20 năm nữa, thì nếu tranh thủ vẫn sum họp được 20 lần, cháu được gần gũi ông bà thêm 20 lần. Nếu 2 năm mới về một lần, nghĩa là số lần gặp ông bà chỉ còn một nửa. Thế nên quý vị ạ, theo triết lý vàng là nếu không quá khó khăn thì mỗi người hãy cố gắng về, chi tiêu trong mức thu nhập. Chúng ta còn vài chục năm, còn sức khỏe để cố gắng kiếm thêm tiền, trong khi đó bố mẹ chỉ còn đếm từng ngày để gặp chúng ta. Hơn nữa quý vị ơi, về quê ăn Tết cũng là dịp để mình có thể xả stress, về thăm lại gia đình, quây quần bên nhau, chúc Tết vui vẻ với cha mẹ già. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Chỉ có vung tiền ăn chơi đãi đằng quà cáp, lì xì tiền to mới gây tốn kém. Đó chẳng qua cũng là bệnh sĩ diện. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp quý vị có thêm những góc nhìn mới mẻ trước khi bước sang thềm năm mới 2023. Chúc quý vị sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc bên gia đình người thân quý vị nhé. Đừng để cha mẹ cô đơn trong ngày Tết. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang xem kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, những ngày Tết giữa không khí rộn ràng náo nức đón xuân, giữa sự đoàn viên ấm áp, vẫn có những câu chuyện, những bức ảnh làm người ta phải nhói lòng. Đó là hình ảnh một bà cụ đã hơn 90 tuổi, ngồi ăn cơm một mình trong căn nhà vắng lặng vào ngày mùng 1 Tết. Mâm cơm của bà hết sức đơn sơ, dáng ngồi của bà cũng hết sức còm cõi đơn côi, bất kỳ ai nhìn thấy cũng chạnh lòng thay. Tuy bà cụ sinh nhiều con, nhưng các con đi làm xa hết, bà sống một mình quanh năm. Đến Tết các con không về, chỉ mình bà cụ đơn lẻ trong căn nhà rộng. Hàng xóm xung quanh thấy vậy thương, nên thường biếu thức ăn hoặc mời bà sang nhà ăn cơm. Đó không phải là trường hợp cá biệt trong mùa Tết vừa rồi và nhiều mùa Tết khác.
nhiều gia đình con cái đi làm ăn xa, gặp thời điểm dịch bệnh hoặc khó khăn về kinh tế, phải ở lại bám chốn thành thị. Ngày Tết cũng không về với cha mẹ được, chỉ có cha mẹ già lủi thủi ăn Tết cùng nhau. Cũng có những trường hợp con cái dẫu có khả năng để về, nhưng vì cớ này hoặc cớ khác không về với cha mẹ già vào những ngày cha mẹ hy vọng được sum vầy. Tết đến ngôi nhà ở quê rộn rã tiếng cười đoàn viên. Những gia đình nhiều thế hệ cùng ăn Tết dưới một mái nhà, ngập tràn niềm vui. Nhưng cũng không ít người già phải cô đơn lặng lẽ đón Tết một mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, Tết cô đơn. Đặt chiếc điện thoại xuống, bà Thoa thở dài thườn thượt. Vậy là gia đình cậu con trai sống ở thành phố năm nay không về quê ăn Tết. Chúng gọi về bảo với bà rằng, cả năm làm việc quần quật, được mấy ngày Tết, bố mẹ nghỉ làm, con cái nghỉ học, nên tranh thủ đưa cả gia đình đi chơi. Ừ thì con nghĩ thế cũng có cái lý của nó. Ông bà đón Tết ở quê cũng có họ hàng làng xóm xung quanh. Dẫu biết vậy nhưng khóe mắt của bà Thoa vẫn thấy cay cay. Nhớ lại những năm trước, từ 23 tháng Chạp, vợ chồng bà Thoa đã tất bật dọn dẹp nhà cửa thật khang trang để cúng ông Công ông Táo. Sau đó đợi đến 27-28 Tết, con cháu về là cả nhà lại quây quần gói bánh, trông nổi bánh chưng thâu đêm. Cả gia đình ai cũng tất bật, nhưng đều cảm nhận được giá trị thiêng liêng của ngày Tết. Còn mấy năm nay thì khác, có năm con cháu về ăn Tết cùng ông bà, có năm thì không, mà năm nào về cũng chỉ có 1-2 ngày là chúng lại tranh thủ xách vali đi du lịch. Đêm giao thừa giữa rộn ràng tiếng pháo hoa, tiếng chúc tụng của hàng xóm, vợ chồng bà Thoa càng cảm thấy cô đơn và trống vắng hơn. Còn với bà Hà, ngoài 60 tuổi, sống độc thân, từ nhỏ bà đã quen sống trong căn nhà lớn cùng với một đại gia đình, gồm nhiều gia đình nhỏ của anh trai và hai chị gái. Cuộc sống của bà hàng ngày cũng như những ngày lễ Tết đều đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Cho đến một ngày, các anh chị đều có tiền rủng rỉnh để ra riêng. Các cháu có gia đình cũng xây cho mình những tổ ấm mới. Căn nhà chung chỉ còn hiu quạnh bà và mẹ già. Ngày Tết anh chị và các cháu quây quần chúc Tết, rồi ai về nhà nấy trả lại cho hai mẹ con bà một không gian thật trống vắng mà lạnh lẽo. Những bữa ăn ngày Tết không còn nhiều tiếng cười và sự đầm ấm nữa. Cái không khí mà sau này bà mới nhận ra vô cùng quý giá. Nhiều lúc bà rất buồn vì không tìm cho mình được một mái ấm riêng, để bây giờ sống trong sự cô đơn quạnh quẽ. Đến những người bạn học cũ, họ cùng đều có tâm trạng như bà, cô đơn đến tội nghiệp. Điều mà bà Hà và các bạn cần là một không khí gia đình những ngày lễ Tết. Bà tâm sự cùng với bạn bè rằng, con cái tụ họp về nhà cha mẹ những ngày lễ Tết, còn tôi chỉ ở vị trí dì cô hoặc là bà, làm sao mà ép các cháu đến nhà mình sum họp được chứ? Không ngờ các bạn của bà cũng thở dài. Người không gia đình cô đơn những ngày lễ Tết đã đành. Chúng tôi có con cháu đề huề đó, nhưng ngày lễ Tết là bọn chúng đi du lịch, không ở nước ngoài thì cũng vài ngày ở trong nước. Cuối cùng chỉ có hai người già sống với nhau thôi. Nếu một trong hai chúng tôi ra đi, người còn lại sẽ cô đơn lắm. Quý vị thân mến, khó ai có thể định nghĩa Tết một cách trọn vẹn, bởi Tết của mỗi người lại khác nhau. Song với thế hệ cha mẹ già, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, thì Tết vẫn là ngày đoàn viên sum họp có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Ngày Tết là ngày vui, người ta bảo vui như Tết mà. Nhưng bây giờ thay cho việc về quê đoàn viên với cha mẹ ông bà, thì con cháu lại đi du lịch. Cái Tết đang ngày một nhạt đi, nó không còn là một niềm vui trọn vẹn nữa. Niềm vui của sự đoàn viên, hay nói đúng hơn, nó vừa vui lại vừa buồn. Vui cho lũ trẻ mà buồn cho người già. Có không ít cha mẹ già rất sợ Tết, bởi cái Tết không còn vui nữa, nó lạnh lẽo và hiu hắt. Một năm chỉ có 365 ngày, trong đó có đến 360 ngày bận mọn tất tả con cháu đi làm ăn xa. Chỉ có 5 ngày Tết hy vọng được gặp con cháu thôi.
với họ ngắm cháu con ríu rít sum vầy vui lắm. Vui vì thấy được chính mình, thấy tuổi thơ của mình trong cháu, thấy thời trẻ của mình qua con, thấy thấp thoáng hình bóng của mình. Con cháu quây quần là mang theo cả mùa xuân về. Đấy mới là mùa xuân đẹp nhất. Nó rực rỡ vui tươi và ấm áp hơn rất nhiều cái mùa xuân bàng bạc rừng rưng đến theo quy luật tự nhiên của trời đất. Vậy mà bây giờ trong đời sống hiện đại, không ít hình bóng người già đã bị nhạt đi trong mùa Tết, dần dần rời khỏi khung hình Tết cùng gương mặt con cháu. Họ trông ngóng chờ đợi được đoàn viên, được vui đùa và trang hoàng Tết cùng con cháu. Dẫu chỉ là gặp mặt cùng gói cái bánh bê cành mai cành đào, nói chuyện phiếm, hay đơn giản là trao từng bao lì xì cho con cháu, cũng đủ làm cho họ trẻ lại, quên đi cái tuổi đã ngoài lục tuần, cái đau lưng về già, vết hằn trên khóe mắt. Họ trông chờ sự đoàn viên ấy hơn là thứ bù đắp cho sự hiện diện của con cháu. Được chúng nó gửi ít tiền về vui Tết, được tặng cái điện thoại đời mới để bố mẹ có thể gọi nghe con cháu từ xa, hay bao nhiêu là quà cáp đầy ắp cả nhà. Nhưng người già đâu có thích tiền, đâu có thích quà, có ăn tiêu được gì nữa đâu. Cha mẹ già đón Tết một mình rồi chẳng biết làm gì cho hết Tết. Khi quanh năm suốt tháng đã ở nhà với nhau, ngày Tết họ vắng bóng con cháu cũng trở thành ngày thường. Nhiều người trẻ muốn đi trong dịp Tết, người già muốn con cái ở nhà quây quần. Giữa hai cái luồng tư tưởng đó là một vực sâu ngăn cách, mà mỗi năm lại tách họ xa nhau hơn. Liệu rồi những đứa con ấy khi già đi có chấp nhận được sự cô đơn ấy như cha mẹ mình bây giờ không? Câu chuyện thứ hai, Tết bên con cái mà vẫn cô đơn. Quý vị có thể khó chịu khi những ngày gần Tết, công việc đang bộn bề mà cha mẹ lại cứ nhắn nhủ hỏi han về chuyện Tết nhất. Đừng có vội cáu nhé. Bởi đó là vì cha mẹ sợ các con sẽ có kế hoạch riêng, đi du lịch hay ở lại thành phố, chứ không về đón Tết cùng mình. Hay ngay cả trong những ngày Tết, dù đang bên con cháu những lời chúc tụng, tiếng chạm cốc, nói cười không thiếu, nhưng nụ cười của cha mẹ đôi khi không tròn đầy. Bởi sum họp đấy mà trong lòng họ đã thoáng những âu lo không biết khi nào các con sẽ rời đi. Giây phút vui vẻ ngày Tết đoàn viên không được dài. Thế nhưng thương con thương cháu, cha mẹ không bao giờ nói ra lời trách cứ, thay vào đó là ôm lấy sự cô đơn trong lòng. Tuyệt nhiên không hé ra với ai, chỉ bởi vì sợ con lo lắng ảnh hưởng đến công việc cuộc sống của con. Lại cũng có nhiều gia đình, Tết con cái về đầy nhà, nhưng mỗi đứa mỗi việc riêng. Đứa thì đi hội hè họp lớp, đứa thì ở nhà ôm điện thoại xem tivi. Tiếng là về sum họp nhưng thực chất ở bên trò chuyện với cha mẹ không được mấy lúc. Sự bận rộn lắm khi cả lối sống ích kỷ đang khiến con cái dần rời xa ông bà cha mẹ mình mà không hay biết. Đã bao giờ con cái nhìn ra sự cô đơn ấy của cha mẹ già trong những ngày Tết để rồi tìm cách thay đổi chưa? Hơn 300 ngày tất bật qua đi, chút thời gian ít ỏi lúc Tết về chính là cơ hội để những người thân trong gia đình cùng tề tựu. Nhưng đây sẽ là khoảng thời gian ý nghĩa nếu như con cháu quan tâm hơn đến tâm tư của ông bà cha mẹ. Cha mẹ già cần lắm một lời hỏi han, một cái nắm tay thật chặt hay một sự quan tâm nho nhỏ nào đó. Thế cũng là đủ ấm lòng để vơi bớt cảm giác cô đơn khi về già rồi. Quý vị thân mến, Tết không phải là chuyện rườm rà hay là đơn giản, khó khăn hay dễ dãi, có hiếu hay bất hiếu. Tất cả chỉ là một ý niệm về thời gian, vì một thời điểm gọi là Tết. Tết là nơi cha mẹ hy vọng nếu neo vào đó, sẽ có đủ lý do để nhắc nhở con cháu trong nhà về ý nghĩa thật sự của ngày Tết là sum họp gia đình và tưởng nhớ tổ tiên. Dường như Tết ngày nay có ý nghĩa với người già hơn là lớp trẻ. Lớp trẻ thích Tết vì được nằm dài lười biếng hay vui chơi xả láng, có tiền thì đi du lịch, có khi tranh thủ làm thêm vì thu nhập cao hơn ngày thường. Sum họp gia đình chỉ là một trong những việc được phép chiếm một phần thời gian ít ỏi trong danh sách vui Tết của họ. Tết chỉ là một thời điểm vui vẻ của tuổi trẻ, nhưng lại là tất cả với tuổi già, khi quỹ thời gian của cha mẹ ngày càng ngắn lại và tiếng nói của họ ngày càng ít được lắng nghe trong cuộc sống hối hả hiện nay.
họ có khuynh hướng giữ gìn những cái gọi là gia phong nề nếp, tôn ti trật tự để bảo vệ những giềng mối gia đình. Nhưng ngày nay người trẻ với nhiều lo toan nặng gánh hơn đã dành sự chủ động trong việc sắp xếp lại sinh hoạt trong nhà. Trong đó việc đơn giản hóa chuyện tết nhất của người trẻ đã khiến cho người già cảm thấy bất lực buồn lòng. Từ đó chuyện chúc tết họ hàng, đãi đằng nội ngoại cúng bái tổ tiên tự dưng trở thành chuyện của người già. Nói tết chỉ có ý nghĩa với người già cũng là vì vậy. Tết chắc chắn sẽ vẫn tồn tại với đủ thứ phong tục tập quán ngàn năm xưa để lại. Nhưng mong mọi thứ sẽ đi vào thực chất hơn là phung phí hay làm theo hình thức bày biện này nọ. Con cái, hay nói cách khác là những người trẻ ngày càng có tác động rõ rệt trong việc thay đổi thói quen đón Tết. Nhưng đừng để cha mẹ già cảm thấy họ như là những người lạc hậu bơ vơ bên lề ngay trong chính gia đình mình. Với lời than thở, Tết hồi xưa mới là Tết. Quý vị thân mến, có một sự thật vô cùng xót xa, đó là cha mẹ già như ngọn đèn dầu trước gió, chẳng biết tắt lúc nào. Tết này còn ông bà bố mẹ, Tết sau có khi bố mẹ ông bà chỉ còn là nỗi thương nhớ. Lúc ấy ta có muốn về với bố mẹ, về với ông bà cũng không còn cơ hội nữa rồi. Dù có đổi đến cả một núi vàng hay vượt cả vạn dặm đường, cũng không có được một phút giây đoàn tụ nữa rồi. Hạnh phúc nhất là những ai Tết đến vẫn còn ông bà bố mẹ, có nơi để trở về. Vậy nên dù cuộc sống có thay đổi, dù quan niệm về Tết đã ít nhiều khác xưa, thì Tết vẫn thuộc về gia đình, là khoảng thời gian quý giá cho sự sum họp,